Công an huyện Văn Lâm vừa khởi tố và xử lý hành chính các đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 26 tháng 5, Công an huyện Văn Lâm phối hợp cùng Công an thị trấn Như Quỳnh bắt quả tang Lường Hải Dương, trú tại xã Nậm Nèn, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên, có hành vi tàng trữ trái phép 0,187 gram ma túy để sử dụng. Tại cơ quan điều tra, Tương khai nhận số ma túy trên Tư mua của Quản Trọng Tương, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, với giá 100.000 đồng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở trọ, phát hiện Đương cùng với một số đối tượng khác đang sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ 3,532 gam ma túy. Ngày 29 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội mua bán sử dụng trái phép chất ma túy.